Rồi nha, hôm nay mình sẽ đi đến Parc La Roseraie ở Val de Marc. Đây là một cái công viên trồng hoa hồng rất là đẹp nha. Đó là đi vô trong, mới bước vào công viên là đã thấy hoa hồng nở rồi đây nè. Hoa hồng khắp mọi nơi. Bên đây cũng vậy. Đây là hoa hồng trồng phía ngoài công viên. Ngồi trong nữa mình còn vô trong vườn hoa hồng nữa, rất là nhiều hoa hồng. Thì trong vườn hoa hồng đặc biệt đó có tới mấy ngàn loại hoa hồng thì mình sẽ trả một số tiền phí để đi vô. Cái này là phía bên ngoài thôi nha. Bây giờ là bước vào đầu tháng 6. Hôm nay là trời nắng rất là đẹp. Và ở bên Pháp thì cái tháng 6 này là gọi là cái tháng có ngày dài nhất. Đây là công viên trồng tới mấy ngàn loại hồng đây. Ở phía trong này thì phải mua vé vô cửa nha. Nếu mình nhớ không lầm là khoảng 3 đồng rưỡi 4 đồng một người. 3 đồng rưỡi 4 đồng euro đó, 4 euro một người. Bây giờ mình đã đi vào vườn hoa hồng nha. Vé đi vô cửa là 4 euro một người, người lớn, và 2 euro dành cho trẻ em từ 1 tới 15 tuổi. Ở đây mình đặt. Cứ thường thường vô đây là lúc mà nở hồng mùa xuân á, một năm một lần là mình rất thích lại đây để coi hoa, đi dạo, coi hoa và chụp hình. Rất là đẹp. Coi nè, hoa đẹp không? Hoa hồng rất đẹp và rất lớn nha, đầy đủ dạng hoa hồng hết. Khi mà mùa hè nóng ở đây nó phun nước lên cũng rất là đẹp. Hôm nay chưa thấy phun nước. Đủ các hoa, đủ các màu.
Mày cũng rất là đông người vô. Hoa wow, đẹp đẹp, thật là đẹp. Họ là trồng cho những loại hồng leo đây nè, trên cái hàng rào đây nè. Mình thích nhất là hoa nó có hai màu xen kẽ nha, hồng vừa vàng vừa cam, rất là đẹp ha, hoa hồng vàng. Hoa hồng nè, dạng hoa hồng cánh đơn nè, hoa hồng một dạng hoa hồng cánh đơn luôn. Đây là bức tượng thiên thần tình yêu. Còn đây là dạng hoa hồng mình giống hơi giống hoa pivoine ha. Nó cụp cụp như vậy nè. Hoa hồng xen kẽ hai màu, màu cam và màu hồng, pha với màu cam và màu hồng. Rất là đẹp. Hoa này thì nó có màu tím nè, mà dạng hoa hồng leo. Quay lại gần coi nha, coi cận cảnh hoa hồng. Hoa này cũng đẹp quá nè, nó hồng hồng trắng, hồng phấn. Hoa hồng phấn rất là đẹp. Hồng phấn rất là đẹp. Đây là hoa hồng chùm mà màu tím nè. Dàn hoa trồng leo nè, coi nè đẹp không.
Lá hồng hai màu cánh. Quá đẹp. Quay cho con. Quá đẹp.
hồng trắng mà nở giống như là hoa mai vậy. Ở đây có tên của nó nè. À, dạng hoa hồng trắng của Nhật, Rosa Witcher Raya Anna. Jampon là của Nhật. Đây nhìn hơi giống hoa mai ha, nhưng mà nó bự hơn hoa mai. Còn hồng trắng này nhìn dạng hơi giống hoa cúc ha. Nhìn nó trùm trùm nè. Hoa hồng này cánh cũng đẹp ghê ha, nhìn nó giống như là cánh voan vậy đó. Đẹp quá, hai màu pha hai màu này. Thank you.
on a plein de roses rouges. On va pas être aller dans cet endroit. Allez, on va l'inscrire. Cái này là một hoàng hồng màu cam. Đó, rất là đẹp. Ở đây là hoa hồng nhung đây. Đây là hoa hồng nhung. Đỏ nhung đây. Cánh hoa này lạ quá, giống như có những cái hộp tia tia vậy ha. Một cái cành hoa mà nó có mấy màu hoa trông rất là lạ. Coi nè, một cái cành hoa mà ở đây nó có ba cái bông màu đỏ hồng với một cái bông màu trắng ở giữa, nó ghép giống rất là lạ ha, ngộ ghê nè. Thôi, mình ý lên chào mọi người nha. Quay phim nãy giờ cũng nhiều rồi. Ông xã với thằng con đợi phía ngoài. Xin chào, hẹn gặp lại trong video tuần sau. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Vui vẻ, hạnh phúc nha.